Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang bán để có thể thanh lý cho quý anh chị em các bạn ba cái mẫu xe 7 chỗ. Nó chỉ có giá khoảng tầm hơn 600 triệu các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi sâu vào cái ba cái mẫu xe này xem cụ thể thế nào. Đây các bạn nhìn này. Sorento máy dầu một cầu. Sorento các bạn nhá, máy dầu bản full, sản xuất năm 2015. Có Toyota Rush 7 chỗ, máy xăng, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhá, nhập khẩu nguyên chiếc thương hiệu Toyota. Xe này thì là tiểu Fortuner, đang sản xuất năm 2018 các bạn nhá, 2018. Hiện tại chúng tôi còn hai con Toyota Rush nữa, các bạn nhìn ở phía trên bên trong này, có Toyota Rush này. Đấy. Anh em đang dọn rửa đây. Bên cạnh đó là có Kia Sorento các bạn nhá, Kia Sorento. Kia Sorento 2014 các bạn nhá. Con này thì chưa tới 1 triệu đâu. Đây, rất là rẻ. Ba cái mẫu xe rất rẻ, loanh quanh hơn 100 triệu tí, hơn 500 triệu tí các bạn nhá. Đấy, rất là rẻ, rất đẹp. Rất là rẻ. Đây, đầu tiên là Toyota Kia Sorento bản full nhá. Máy dầu các bạn ạ, máy dầu các bạn ạ, rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Bản full máy dầu tiết kiệm nhiên liệu lắm. Đây các bạn nhìn này. Cực mới cực chất các bạn nhá. Kia Sorento bản full máy dầu, cực mới cực chất. Đây, các bạn nhìn này. Ôi giời ơi, chất ơi là chất. Đây các bạn nhìn này. Máy dầu các bạn ạ, rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhá. Bản công nghệ thì full phè luôn, chức năng nhớ ghế này các bạn nhìn này. Lên xuống kính tự động này. Rồi ghế thì được trang bị chức năng trượt đây các bạn nhìn. Đấy. Chỉnh điện mới hướng các bạn nha, camera hành trình, camera lùi, đầu DVD. Đầy đủ hết nha, hộp số tự động 6 cấp. Con này như mới luôn. Con này đang chào bán là 680 triệu các bạn nhá. 2015. Máy dầu các bạn ạ. Ngoài ra thì chúng tôi có con này thì có hơn 500 triệu một tí thôi các bạn nhá. Hơn 500 triệu một chút. 579 triệu. Toyota Rush 2018 các bạn nhé. Cũng rất mới, trang bị yếu cỡ khoảng tầm 50-60 triệu bộ kiện. Đây này, ghế da, đầu DVD, camera lùi. Đấy, đầy đủ hết các bạn ạ. Không có thiếu gì cả. Mới lắm các bạn ạ, mới kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Ghế da, đầu DVD, camera lùi. Ngoài ra thì có Kia Sorento 2014, New Sorento 2014 các bạn nhé. Màu bạc, con này cũng đẹp, đẹp lung linh luôn. Đấy. 14 đang chào bán với cái mức giá 580 triệu. Thời điểm này thì các bạn có thể thấy thì nói chung là giá là linh hoạt. Anh chị em nào đang quan tâm gọi điện trực tiếp các bạn nhá. Nếu anh chị em nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp. Còn nếu anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì có thể ấn like, subscribe kênh, hỗ trợ trả góp 75 chỉ cần 288 triệu là sở hữu ngay những dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.